thôi bây giờ hả, ở không quá trời thôi, chồng cũng thèm quá mà không biết sao, thôi chồng xong rồi tự nhiên ốm nghén thèm chua. Bữa nay đặt Shopee Food mới được, bấm Shopee Food nha, tải tìm kiếm ti thi gỏi đu đủ, đặt gỏi đu đủ, bấm nè, vô. Ồ, gỏi đu đủ bò viên trà tắc. Ui, Shopee Food tới rồi, giao hàng cho em hả anh? Trời ơi, công nhận nhanh thiệt, đặt có 5 phút 10 phút là tới hàng ngay liền. Trời ơi, đẹp trai vậy. Đưa vô phòng đi, em trả tiền cho anh vô đây nè anh, để em lấy tiền cái, bấm thẻ. Anh có chuyển thẻ được không anh? Được hả? Trời ơi, em đặt 3 món ăn, 2 bò 1 gỏi. Đó, đặt tới quận 8 luôn, từ quận 6 qua tới quận 8 luôn. Công nhận nhanh thiệt luôn á trời. Công nhận Shopee Food rất là nhanh. Với lại mọi người muốn ăn á, lên Shopee Food hoặc lên Grab, tìm kiếm ti thi gọi đầy đủ ship cắt quận thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là nhiều món ăn ở trên các chương trình chạy quảng cáo của từng mặt đơn hàng. Giống như là Shopee Food có chạy quảng cáo riêng Shopee Food, Grab chạy quảng cáo riêng Grab. Thì mấy năm nay là thi bán là 3 năm 8 tháng là Shopee Food là từ đời nào mà đã hợp tác với ti thi 3 năm mấy rồi, còn Grab là mới hợp tác với ti 2 tháng nay thôi. Thì ti cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các chương trình mà luôn chạy quảng cáo cho ti thi mỗi ngày để bán trên các chương trình app. Thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em mà luôn luôn đặt ủng hộ em. Thì nhiều khi em diễn cho tất cả anh chị em để dễ hiểu, và khi mà đặt hàng thì mọi người lên tất cả các cái điện thoại, mọi người tải Play đó, hoặc là lên Google tìm search về cái mình tải những cái app đó về, app Shopee Food nha, chứ không phải là Shopee. Shopee rồi chữ food nữa thì nó sẽ ra những thực đơn cho tất cả anh chị em. Dễ lắm, nằm ở nhà tắm rửa sạch sẽ xong là có hàng về liền. Đó, lẹ làng nhanh tay. Thì sau đây khách hàng 4:30 thì khách hàng cũng đã đến từ từ dần dần rồi, thì cũng đã đến quán gỏi nhà ti thi để ăn ủng hộ. Thì mọi người cũng đã biết, thì mỗi ngày Thi cũng đã quay trên các trang YouTube, TikTok này nọ, thì mọi người cũng đã biết rồi. Thì nhiều khi Thi làm những cái chuyện gì đó nó hơi lạ lạ tí xíu và nó vui tí xíu, và Thi cũng chịu đầu tư lắm nha, mỗi ngày mỗi cái áo, mỗi ngày mỗi cái quần, để cho tất cả anh chị em có những clip mới hơn và xem để biết clip nào mới để ra mỗi ngày cho tất cả anh chị em xem. Và Thi cũng bán mỗi ngày nha, chứ bây giờ là không có nghỉ cho đến ngày Thi đi du lịch đó. Thì bữa nay là ngày tới tháng của Thi đóng tiền lương cho nhân viên Thi, thì Thi cũng đã đóng xong hết rồi và tròn nhiệm vụ mở quán này được 1 tháng 20 ngày, thì rất là vui và rất là thành công trong tất cả anh chị em ủng hộ Thi rất là nhiệt tình. Từ ngày bán tới giờ không có ngày nào mà lỗ và không có ngày nào ế. Nếu có ế thì ế cũng ít, chứ không có cái dạng mà giống như mình quen bán là 100kg nhưng mà bữa đó vắng là bán là 80kg, chứ không phải ế quá, nhưng mà nhiều khi than ế gì thôi, nhưng mà vẫn bán bình thường nha mọi người nha, chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Cũng cảm ơn tất cả anh chị em. Còn về vấn đề mà Thi đang làm việc gỏi, mà Thi đâm gỏi mỗi ngày mà Thi than mệt, và giống như là mệt hoặc là mỏi tay này nọ Thi than, đó là Thi than là cái sự thực tế của Thi than cho mọi người biết thôi. Thì mệt thì mình nói mệt đó, mỏi tay nói mỏi tay, chứ không lẽ giờ mệt mà Thi nói vui, phải không mọi người? Nhưng mà mệt Thi vẫn vui đó, Thi cũng vẫn phục vụ mọi người nhiệt tình. Nếu Thi mệt thì uống trà tắc, trà tắc ti thi ngon mê ly, đây Shopee Food tiếp cho mọi người luôn, mua tặng nhà, mua 10 tặng 1. Trà tắc mua 10 tặng 1 nha mọi người nha, thơm ngon nực nồng. Trà tắc ti thi có hạt chia và tắc ép nguyên chất tại quán nhà ti thi. Trà tắc ti thi ngon mê ly, tiếng Thái người ta kêu là nám trà đen, thiết sụt khổng rán ti thi, là dịch là tiếng Việt là trà đỏ Thái của quán ti thi ngon. Đó, thiết sụt là sụt giòn, à rồi thiết sụt lời nè khá. This one is quality, delivered from restaurant ti thi. Gáp này là Thi hợp tác chuyển khoản theo, ví dụ mọi người trả tiền và người ta sẽ chuyển khoản cho Thi. Grab này ship hàng cũng giống như nào. Hai cái chương trình này là đều hợp tác chung với Thi. Đây, hai cái màu này hợp tác với Thi rất là hợp, nhưng mà Thi cần một cái chương trình màu vàng nữa. Nếu mà có công ty nào mà màu vàng á, tại vì nhà Thi hợp là xanh, cam, vàng. Đỡ, xanh, cam, vàng. Cam là điểm nhấn, xanh là thiên nhiên, màu vàng là màu ánh nắng mặt trời chiếu soi cho chúng ta làm việc mỗi ngày vui vẻ đó. Nói chung là năng động quyết liệt đó mọi người đó. Thì cho nên là Thi nghĩ là có ai mà có áp màu vàng đó thì có thể là hợp tác với Thi nữa nha, để cho mình lộng hành chấn động năm nay đó. Mới đây nữa là cũng được nửa năm rồi, cũng mau quá, thời gian trôi qua rất là nhanh. Thì mới đây thôi Thi đã làm việc đây từ Tết tới giờ là 6 tháng rồi. Thì rất là vui. Thì cái cuộc sống hàng ngày của Thi và công việc của Thi mỗi ngày rất là ổn định, vui vẻ. Thì mỗi ngày Thi chỉ biết là nói chuyện để phục vụ tất cả anh chị em vui thôi. Đó. Còn về vấn đề thì mọi người có nói gì đi chăng nữa thì vẫn vui nha mọi người nha. Nhưng mà vui không biết, nhưng mà gặp trai đẹp là Thi vui chất động.
có trai là Thi rất là hạnh phúc bền lâu đó. Trai mãi mãi là trai mê trai như thường. Ti Thi mê trai như thường. Chấn động. Thôi bây giờ Thi đi đâm gọi. Hello, chào mọi người đã đến kênh Thi Vlog hôm nay ạ. Hôm nay em mới ăn thịt ếch mới vừa xong cho nên bị khan tiếng, nói chuyện không ra. Em hơi điệu tí xíu. Làm con gái 16 tuổi. Dạ, em xin thưa quý vị khán giả mình đã đến với kênh Thi Vlog hôm nay ạ. Với lại em muốn chia sẻ với tất cả anh chị em. Ngày xưa em lấy thằng chồng em, đây nè thằng chồng em nè. Chồng say xỉn, thằng chồng sáng say chiều xỉn. Đó. Với lại em muốn chia sẻ về cái cuộc sống mà em sống với thằng chồng em bấy lâu nay cho tất cả quý vị nghe. Đây, xì ke mọi người. Chồng em là tên Đô nhưng mà biệt danh là xì ke. Tại vì nó ốp quá. Ngày hả mua rượu uống mỗi ngày, và ngày nữa lít lít uống hoài luôn. Sáng say chiều xỉn đánh đập em quá trời. Nhưng mà em cũng chia sẻ cho tất cả anh chị em. Ngày xưa em lấy thằng chồng em cũng đẹp trai lắm. Em lấy anh hồi đó anh đẹp quá trời luôn. Đàn ông quá trời luôn hồi đó đó. Lấy về xong có bầu mang thai đẻ hai đứa con ra. Sau cái tự nhiên cái kỳ này cái giờ ổng chán mình, ổng không có ngủ với mình luôn. Ổng hả dẫn trai về nhà nhậu chung, ổng ngủ với trai không luôn. Bỏ mình mấy tháng nay không có ngủ chung với mình nữa. Trời ơi. Tới sau này á là Thi mới đi lúp ló, Thi mới đi chơi. Thi mới nghe chòm sớm nói rằng là mấy thằng bạn của con Trả đó, bữa đó tình cờ đi. Cái nó mới nói cho em nghe, nó nói là thằng chồng mày bị đê đó nhưng mà nó kính. Bóc kính. Trời ơi. Lấy ổng mà mấy tha năm nay luôn, chơi với ổng mà không biết ổng bị đê luôn á. Tới hồi sau coi, tại vì lúc đó ổng ba má ổng bắt cưới vậy Thi. Rồi Thi mới nghĩ anh đi nè. Thôi kệ, mình cũng không để ý, mình là con gái mới lớn nữa. Thôi thấy con chồng mà kệ đi, nãy giờ cũng chưa biết cái mùi đàn ông. Cái bắt đầu cái má, ba má đặt đâu con ngồi đó. Lấy về đàn ông dữ lắm, nói thiệt luôn á, đàn ông cực kỳ đàn ông luôn. Nhưng mà không biết sao này đổi hướng lại cái tự nhiên mê trai bỏ mình. Trời ơi là trời, đẻ hai đứa con rồi mới biết ảnh mê trai đó. Đó, phải không? Bây giờ ông mê ai, mê cái con đó đó hả? Mê thằng đó đó hả? Mê nhiều quá không nhớ em ơi. Chết rồi, anh giờ mê trai quá trời luôn rồi. Thôi bây giờ thôi kệ đi, bây giờ em cũng đã đến với anh mấy năm nay rồi, giờ cũng có hai đứa con rồi. Thôi kỳ này hai đứa mình ly dị. Đó, giờ bây giờ mà anh mê trai quá mà mấy tháng nay anh không có ngủ với em luôn. Đó. Bây giờ hả ruộng em bỏ trống lâu nay không ai cài luôn. Đó. Bây giờ mình là chị em với nhau đi. Chúng mình là anh em. Biết bao nhiêu chí hèn chớ đừng hơn thua. Vui vẻ, chị em vui vẻ. Thôi bây giờ chia tay rồi, thôi anh đi lấy, anh có bạn trai. Anh đi lấy chồng thì em cũng chúc anh hạnh phúc. Chứ bây giờ em cũng không biết nữa, em đâu biết anh là đổi ý như vậy. Đó. Nhưng mà em cũng buồn tại vì đời con gái của em đã trao cho anh mà em cũng không để ý. Thôi bây giờ ba má ơi, con cũng xin lỗi ba má. Vì chồng con nó đã như vậy rồi thì con cũng không biết làm sao. Thôi giờ con chấp nhận chia đôi. Đó. Thôi lâu nay rồi, thôi kệ, em cũng thôi chồng em rồi đó. Em lấy chồng em là tưởng nó con trai, giờ nó thấy nó đi theo trai nó bỏ em rồi. Thôi giờ em đổi chồng, em tính lấy anh làm chồng nè. Thôi vậy thôi em để cho chồng ăn nha. Rồi ăn xong rồi đi lên lầu với em nha. 5 phút thôi. Có bầu một cái xuống liền. Ngồi ăn đi anh. Rồi đẹp trai dễ sợ luôn á. Em thôi thằng chồng này ra xong, em nói thiệt với quý vị nha. Em thiếu nợ. Đây. Bà Bảy cho thuê tiền góp. Đó. Bà đó bỏ cho dây tiền góp cũng vì anh đó, đó mà em thiếu nợ nó. Bữa nay hả nó bắt cái lo vô nó chửi em. Bắt cái lo chửi tới nhà luôn. Trời ơi. Công nhận con này chơi ác độc thiệt. Rồi bà đi chùa chưa? Đi rồi, mẹ đi rồi. Bà cho dây ăn lời cắt cổ mà bà đi chùa. Đi giải nghiệp rồi mẹ. Ờ, bà đi giải hả? Bà nghỉ đi nha. Nghỉ cho dây ăn lời cắt cổ nghe chưa? Đi chùa niệm Phật lại nghe chưa? Tu hành cổ hả? Bà đi chùa. Bà cho dây. Còn cái con này hả? Vợ bé chồng tao. Ngon lành quá ha bữa nay ha. Trời ơi. Thì sau đây Thi cũng cảm ơn tất cả anh chị em. Bữa nay diễn tuồng vui thôi. Vì bữa nay Thi coi cái chân cái bài cái chỗ này đẹp không mọi người. Đây là cái nơi để chén cho mọi người lấy gỏi để ăn. Còn ở đây là da heo để bán về. Còn ở đây là khăn lạnh mọi người mua để xài nhé. Thì bữa nay thì từ năm bữa nay là Thi bán buổi chiều không à. Buổi trưa thì hơi vắng. Rảnh rỗi thời gian để nói chuyện với tất cả anh chị em.
khách cũng đã đông, thì bây giờ Thi sẽ đâm gỏi, nhưng mà đặc biệt là chai tân quá trời luôn. Nhiều khi Thi đâm gỏi thì hay hú hí, nếu mà Thi gặp trai đẹp á nha, mà trai đẹp á thì Thi làm nhờ cú 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 đó. Còn nếu mà Thi gặp trai mà cao to đó thì làm đó, thấy chưa? Thi gặp trai đẹp nè 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 cú 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 đó, thấy chưa? Là mình biết là có trai vô đó mọi người, hiểu không? Nhưng mà nhà Thi bây giờ cũng dễ làm việc lắm nha, một người là một khâu. Ví dụ cái nơi bán trà là ba đứa, nơi rửa chén là ba đứa đó, nơi tập trung order là ba đứa, nơi chạy bàn là ba đứa, nơi bán về ba đứa gì đó. Cho nên là cái gì cũng phải ba ba hết trơn bây giờ mọi người. Nó sẽ nhiều hơn bên nhà mình bên kia. Bên kia có một một mà, nhưng bên đây là ba. Thì mình phải bán gấp hai gấp ba. Cũng rất là vui. Nhưng mà buổi trưa mấy bữa nay hơi vắng nha. Mấy buổi trưa mấy bữa nay là không có sắp hàng, nhưng buổi tối vẫn đông. Thôi bây giờ thì cũng gắng cố gắng. Tại vì Thi nghe nói Campuchia bây giờ mở đường đi rồi đó mọi người. 40 đô một người. 40 đô là 880 ngàn tiền Việt để đi du lịch Campuchia, mà qua bên cửa khẩu có hai chích hai mũi. Thì Thi cũng gắng cố gắng để sắp xếp để bán cỡ tháng hai tháng nữa là Thi sẽ đi chơi một lần. Tại vì đi 3 ngày mới được. Đi Campuchia là phải đi 3 ngày. Còn mà đi một ngày thì quay không hết. Nếu mà Thi đi là một ngày là Thi đi, nửa ngày Thi quay, rồi xong Thi ở một ngày Thi quay, rồi ngày mốt Thi về, là phải 3 ngày ở tại Campuchia nơi những Thi sanh đẻ, là 3 ngày là đủ. Thi quay từ ở thành phố Hồ Chí Minh bắt xe đi qua tới cửa khẩu, từ cửa khẩu làm những gì xong rồi qua tới nhà của Thi, mà phải qua casino nơi Thi làm việc nữa. Thì Thi sẽ quay rất là nhiều thứ. Thì cái casino ở bên Campuchia là Thi làm 3 năm, cho nên tất cả những sòng bài sòng bạc Thi đều biết rất là nhiều. Đó, quýnh bài, đá gà, vũ trường gì đó, cái gì cũng có hết, là Thi đều biết hết. Cho nên Thi muốn quay chia sẻ cho tất cả anh chị em nào mà chưa từng biết, thì có thể là xem những các YouTube của Thi để trải nghiệm đất nước láng giềng. Tại vì Thi ở 4 nước là sự thực tế: Thái Lan 3 năm, Lào 3 năm, Campuchia 20 năm, Việt Nam là 7 năm, gần 8 năm nè, Tết này nữa là 8 năm. Thì cái sự thực tế của Thi là ở Việt Nam này á, là gần 8 năm thôi. Là Thi Thi 8 năm nay ở Việt Nam là khẳng định. Còn ngày xưa nhỏ nhỏ mà Thi có về Việt Nam á, là 10 ngày, 7 ngày đó mình không tính. Đó, thì cho nên là Thi muốn chia sẻ cho mọi người biết những cái nơi Thi ở, để làm để cho mọi người xem những cái sự tập phim. Tập phim Thi chiếu không bao giờ hết. Đó, nhớ bấm follow và bấm like và thả tim. Coi mỗi ngày, bấm số 1. Yêu mến em, chia sẻ thiệt là nhiều qua những thông tin trực tiếp của Thi và cuộc sống hàng ngày thực tế của Thi mỗi ngày. Cũng cảm ơn tất cả anh chị em nha. Nhớ bấm like, subscribe cho Thi mỗi ngày để Thi quay những các cái nơi mà các cái xứ mà Thi đang ở mỗi lần để cho mọi người xem nha. Đó, cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc tất cả anh chị em dồi dào sức khỏe, thượng lộ bình an. Đó, tràn đầy sức sống để mỗi ngày xem Thi có một cái động lực riêng, hoặc là cái năng động riêng, hoặc là cái sự quyết liệt của Thi để làm coi cái sức lực của Thi để đáp ứng tất cả anh chị em cho đến bao lâu nữa. Thì mong rằng tất cả anh chị em cũng thông cảm. Nếu có những điều gì sai sót thì xin thông cảm bỏ qua. Có thể là góp ý comment hoặc là những gì đó nhắn tin qua trực tiếp cho Thi. Cảm ơn tất cả anh chị em. Hẹn gặp lại vào clip ngày mai. Đợi tí đi hả quen.